Hiện đã có hơn 100 trường đại học, học viện công bố thông tin tuyển sinh, trong đó nhiều trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển sớm ngay từ tháng 3, tạo điều kiện để thí sinh mở rộng cơ hội trúng tuyển bằng những phương thức khác ngoài điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đại học đầu tiên tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển sớm 2024 ngay từ tháng 3. Với gần 6.000 chỉ tiêu cho 43 ngành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sử dụng 4 phương thức: tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ và xét kết hợp. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển chia làm 3 đợt, từ mùng 1 tháng 3 đến mùng 10 tháng 5, từ 15 tháng 5 đến 20 tháng 6 và từ 25 tháng 6 đến 30 tháng 7 năm 2024. Chúng tôi sử dụng cái đợt 1 là kết quả trung học phổ thông, đợt 2 là của lớp 11, đợt 2 là lớp 12 và kết hợp với cái kiến thức kỳ thi kiến thức công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa nua. Vì vậy nên cho các em có thời gian sớm hơn để các em lựa chọn cái đăng ký các ngành nghề. Sau khi mà các em nộp hồ sơ, chúng tôi sẽ thông báo cho các em đủ điều kiện để mà xét tuyển trúng tuyển vào học viện. Tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển sớm không chỉ thuận lợi cho thí sinh mà còn giúp công tác tuyển sinh của các trường chủ động hơn. Bởi thông qua số hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ giúp các trường đo lường được phần nào sự quan tâm của thí sinh. Thực hiện hai cái đợt xét tuyển sớm. Tuy nhiên thì nếu mà đợt xét tuyển sớm đầu tiên mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ xem xét không tổ chức cái đợt xét tuyển sớm thứ hai. Xác định được cái nguyện vọng, cái mong muốn vào học viện, từ đó thì có được cái kế hoạch truyền thông tuyển sinh tốt hơn. Bên cạnh đó thì xét tuyển sớm cũng giúp cho học viện đạt được một phần cái kết quả tuyển sinh khi mà chúng tôi đã xác định được một số lượng các em thí sinh có mong muốn vào học viện. Tuyển sinh năm 2024 về cơ bản giữ ổn định như năm trước, nên Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Bên cạnh nhận hồ sơ xét tuyển sớm thì kỳ thi riêng của các trường cũng đang dần khởi động. Số đơn vị tổ chức thi riêng vẫn duy trì với 7 cơ sở, nhưng số trường đăng ký xét tuyển từ kết quả các kỳ thi riêng lại tăng lên. Phổ thi năm nay nó rộng hơn và cái cách thức để đăng ký thì không phải là chỉ cho hệ thống sư phạm mà có thể các cái ngành nghề khác. Thì đấy là những cái điểm mà thí sinh nếu như quan tâm thì cũng có thể là đăng ký thi và dùng cái kết quả đấy để xét cho các trường khác. Dù được xét tuyển trước nhưng kết quả vẫn phải chờ lọc ảo chung để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, nhất là trong bối cảnh hiện có nhiều kỳ thi riêng như hiện nay. Vì thế thí sinh cần lưu ý, dù đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng các em vẫn phải hoàn thành việc đăng ký lên hệ thống chung để tránh trượt oan khi xét tuyển.